Hi, xin chào tất cả mọi người, trở lại với kênh Mr. Bầu Vlog. Hiện tại Mr. Bầu đang có mặt tại nhà văn hóa phường 14 để chuẩn bị cho cuộc thi liên quan ca khúc truyền thống cách mạng quận 10 lần thứ 28 năm 2021. Hiện tại Mr. Bầu đang chuẩn bị tập dượt chương trình về ca khúc truyền thống cách mạng. Nhưng kỳ này khác với mọi năm thì Mr. Bầu cũng tạo một không khí tươi trẻ cho chương trình liên quan ca khúc truyền thống cách mạng. Mời mọi người cùng đi theo Mr. Bầu để xem buổi tập dượt như thế nào nha. Chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Mr. Bầu Vlog. Và hôm nay Mr. Bầu Vlog sẽ mời quý vị cùng đến với trung tâm văn hóa Hòa Bình quận 10 để cùng tham gia liên quan ca khúc truyền thống cách mạng quận 10 lần thứ 28 năm 2021. Và hôm nay Mr. Bầu sẽ đại diện cho phường 14 sẽ tham gia nhóm nhạc liên quan ca khúc truyền thống cách mạng. Và mọi người hãy theo chân Mr. Bầu xem nhóm nhạc của Mr. Bầu diễn những ca khúc cách mạng hiện đại trẻ trung như thế nào nhé. Xin mời mọi người cùng đi theo Mr. Bầu. Dự thi liên hoan ca múa nhạc truyền thống cách mạng quận 10 lần thứ 28 năm 2021 của đơn vị phường 14 xin được chính thức bắt đầu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chói là những ngôi sao tỏa sáng bầu trời thành phố mang tên Bác. Tôi đang nghe tiếng sông rầm rầm, tôi đang nghe tiếng gió ngày xuân. Bông hoa như thương ai dạo dừng trên cành. Tôi đang nghe tiếng nói của đêm như đang nghe tiếng hát của em. Tôi đang nghe nghe con tim như thủy trèo lên. Thành phố sông đêm nay đầy sao, vườn nhà em cây hoàng lan bát ngát hương tỏa bay, sương khuya nhẹ lay. Thành phố bát ngát của gió, tình yêu mênh mông của mây, được ngày vui không thể quên những xuôi mưa về chân trời thành phố của tôi, mưa về chân trời thành phố của tôi.
nắng hờn. Đêm nay nghe tiếng sóng biển lớn, nghe trăm năm hát khúc mười năm. Tôi đang nghe, nghe gió đời tôi. Thành phố cho em tuổi thơ, dòng sông cho em mộng mơ. Và tình yêu như mùa xuân ấm áp trên cành mai trong đêm. Sực sỡ ánh đèn, cả những khuôn mặt đầy thương thương nơi đây, tự hào và vui sướng. Tôi lại càng thêm yêu nơi này biết bao. Thành phố tôi yêu cho tôi trái tim tự hào. Thành phố tôi yêu trẻ trung mãi mãi, thắm tươi lên từng ngày. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bắt tay vào công cuộc khắc phục những hậu quả nặng nề để lại. Chúng tôi cũng thấy những công dân thành phố hiện đại với hoài bão và khát khao, biết bao công trình được bàn tay con người phun đắp. Chúng tôi, những người trẻ hết động viên nhau tạo nên những viên gạch mới của thời đại. Hãy đón chào quê hương ngày mới.
thêm từng ngày. Vương cao khúc hát yêu thương, cố hướng đến sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chương trình dự thi của Thanh Niên 14 gồm các tiết mục: Hát cùng thành phố, Mang tên người, sáng tác Lâm Nhật Anh, Đêm thành phố đầy sao, sáng tác Trần Long Mẫn, Thành phố tôi yêu, sáng tác Hoàng Hiệp, Thành phố trẻ, sáng tác Trần Tiến, và Hát về thành phố hôm nay, sáng tác Lâm Đình Thuận. Kính mời đồng chí Võ Văn Long, ủy viên ban thường vụ quận ủy, trưởng ban tuyên giáo, xin mời đồng chí Tô Trung Kiệt, quận ủy viên, giám đốc trung tâm văn hóa Hòa Bình quận 10, chúng ta sẽ cùng tiến lên sân khấu để trao giải nhất và giải nhì ở thể loại nhóm nhạc cho nhà văn hóa phường 13 và nhà văn hóa phường 14. Và một lần nữa, một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho nhà văn hóa phường 13 và nhà văn hóa phường 14. Đây mọi người ơi, đây là cái giải ngày hôm nay Mr. Bầu đã giành được cho phường 14. Giải nhất nhóm nhạc. Rồi, hẹn gặp lại mọi người trong những chương trình kế tiếp nha. Hai, chào mọi người.